Tiểu đội vượt ngục của Michael không dễ dàng gì mở được tuyến đường thoát thân, cứ ngỡ rằng tối nay có thể trốn được ra ngoài. Nào ngờ anh của Michael bởi vì yểm trợ cho em trai mà đánh cai ngục rồi bị bắt giam. John cũng vì T-Bag làm bị thương, được đưa lên máy bay cấp cứu, sống chết không rõ. Mấy người họ thấy chuyện này thì có chút kinh động, mới chỉ vài tiếng đồng hồ đã xảy ra nhiều biến cố như vậy. Trên cánh đồng gió, Michael nghe ngóng được tin tức của Lincoln, muốn được gặp anh. Đội trưởng đội cai ngục nói, trước khi Lincoln bị tử hình thì họ không được gặp nhau. Michael vô cùng sốt ruột, anh nói với đồng đội phải kéo dài thời gian thực hiện kế hoạch, anh phải cứu Lincoln trước. Tuy nhiên hướng phát triển của sự việc không phải do anh khống chế nữa, mọi người đều kịch liệt phản đối. Những người còn lại đều quyết định tối nay bắt đầu hành động. Bởi vì thiếu mất máy bay của John, Franklin gọi điện cho em trai yêu cầu chuẩn bị xe để đón người, còn gọi cho vợ nói với cô tuần này có thể gặp lại nhau. Cảnh sát đã cho phép họ về nhà thăm người thân. Hóa ra Franklin luôn giấu giếm sự thật mình bị vào trại giam, giả vờ nói mình đi nghĩa vụ ở Coet. Michael ở trong phòng giam sau khi suy nghĩ cũng quyết định tối nay hành động. Anh lấy ra một viên thuốc nhỏ trong cánh tay bằng một công cụ, gọi thầy tu đến để cầu nguyện cho anh trai, đồng thời nhờ thầy tu gửi món quà của mình đến cho anh. Trong thập giá có dấu viên thuốc, vào lúc sự việc đột ngột xảy ra biến cố còn có thể nghĩ ra đối sách, không thể không bái phục trí tuệ và sự lập kế hoạch chính xác của Michael. Tại phòng y tế, Sarah giúp anh xử lý vết thương. Trong lúc nói chuyện, Michael úp mở nói lời từ biệt, anh cũng có chút không nỡ. Sarah nghĩ rằng anh đang muốn tuyệt giao với mình, trong lòng vô cùng buồn bã. Cô xoay người rời khỏi phòng y tế. Sau khi hai người rời đi, lúc nhân viên dọn vệ sinh đến gom rác, vừa hay nhìn thấy đường ống có một cái lỗ bị vỡ do Michael dùng hóa chất làm ăn mòn. Thế là đường ống này đã bị đổi sang cái mới, đường thoát của Michael cũng bị chặn. Mặt khác, nhóm người ở nhà giam cũng bắt đầu hành động, điều đó có nghĩa là kế hoạch vượt ngục chính thức bắt đầu. Bọn họ đi nghiêng ngang, T-Bag vô cùng đắc ý, nhóm Fox Rivermen cuối cùng đã ra mắt. Lincoln bị giam trong một tối, tuyệt vọng chờ đợi số mệnh đến. Thầy tu gõ cửa bước vào, mang đến món quà của Michael. Lincoln không hiểu lắm, anh mở cây thập giá ra, chỉ nhìn thấy bên trong có một viên thuốc nhỏ và một mảnh giấy, bên trên viết 8:10 ăn nó đi. Lúc này bên ngoài nhà giam Fox có rất nhiều phóng viên tụ tập. Nữ luật sư tiến lên phía trước muốn công khai chuyện xấu của phó tổng thống, không ngờ truyền thông lại phỏng vấn chi tiết với cô, hơn nữa còn chuyển máy quay phát trực tiếp. Thật ra đây là kế hoạch của phó tổng thống, nhà báo và truyền thông đều là giả, và truyền hình trực tiếp cũng chỉ có ông ta xem. Cũng từ đó mà đào được chứng cứ mà nữ luật sư nắm được, đồng thời cũng đoán ra có người phản bội mình. Nữ luật sư đến ngục tối thăm Lincoln, nói anh nhất định phải có lòng tin, còn nói với anh vài tiếng sau mình sẽ đi gặp người có được thông tin, vụ án nhất định có chuyển biến, khuyên anh nhất định không được hành động bừa bãi. Tối đó 7 giờ nữ luật sư đến điểm hẹn, một anh mập trong FBI đi ra từ trong bóng tối, nói với cô, thật ra Lincoln đã sớm bị chọn làm người chết thay, trước giờ Lincoln chưa từng giết ai cũng chưa hề nổ súng. Nữ luật sư hỏi rốt cuộc là ai đã giết anh của phó tổng thống, anh chàng mập FBI trả lời rằng ông ấy chẳng bị ai giết cả, bởi vì anh của phó tổng thống vẫn còn sống. Đang nói chuyện anh mập bảo cô núp sau chiếc xe, bởi vì FBI Clement đã lái xe đến. Vị khách không mời Clement đã đem vợ của anh mập ra đe dọa, yêu cầu anh nói ra tin tức của nữ luật sư, và anh mập không nói. Clement cưỡng đoạt vũ khí trong túi của anh, nào ngờ một lá thư rơi ra, mở ra xem thì ra anh mập đã viết hết mọi chuyện và những người có liên quan lên giấy, bản thân cũng có tên trong đó. Trong nháy mắt Clement mặt biến sắc, anh mập xin rằng vợ của mình tháng sau phải sinh con, mong Clement có thể niệm tình từng là bạn thời trung học mà tha cho mình một con đường sống, về sau sẽ không can dự vào chuyện này nữa. Nhưng Clement ác độc vẫn chĩa súng bắn vào anh. Trong nhà kho, tiểu đội vượt ngục đang vờ làm việc kéo dài thời gian. Trong lúc giờ làm việc sắp kết thúc, Michael dùng búa đập vỡ ống nước ở đó, mọi người đều bị ướt nhẹp cả. Bellick đi vào kiểm tra xem có chuyện gì, mấy người họ bắt đầu diễn trò, bày ra bộ dạng phạm lỗi như những đứa con nít. Franklin biết tâm tình của Bellick, cố ý thể hiện thái độ vô cùng miễn cưỡng, không muốn tiếp tục làm việc nữa. Bellick cười lạnh đem tất cả nhốt vào trong phòng chờ, lệnh nếu không sửa xong ống nước thì không được rời khỏi. Nhìn thấy thái độ miễn cưỡng của phạm nhân, Bellick cười thầm rồi bỏ đi. Nhưng khi anh ta vừa đi, tiểu đội lại vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa. Họ đã dành được thời gian cho kế hoạch vượt ngục tối nay. Tối đến 8:10, thời gian của kế hoạch đã đến. Lincoln nuốt xuống viên thuốc, đau khổ quằn quại rồi dần mất đi ý thức. Cai ngục phát hiện ra liền đưa anh đến phòng y tế. Sarah chẩn đoán anh bị ngộ độc thực phẩm. Sau khi bệnh tình ổn định thì giữ anh lại phòng y tế tiếp tục quan sát. Em trai của Franklin đã đậu xe ở trước trại giam. Không lâu sau bị cai ngục đi tuần phát hiện, nên họ không thể không rời đi. Bên trong nhà kho, Michael nhìn vào đồng hồ vừa đúng 9 giờ. Anh bảo đồng đội bắt đầu hành động. Bọn họ mở tấm thảm phủ trên miệng hang. Michael là người đầu tiên nhảy vào, dẫn theo đồng đội mò mẫm trong đường ống tối om đi đến hồ chứa, nắm lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước, trèo lên đến bên dưới phòng y tế. Nghĩ đến việc sắp được rời khỏi nhà giam mà cả bọn không tự chủ được cười thành tiếng. Nhưng khi Michael nhìn thấy đường ống được thay mới trên trần nhà, nụ cười liền đông cứng trên môi. Anh dùng tay sờ vào đường ống vô cùng tuyệt vọng. Lúc này anh nghe thấy tiếng của Lincoln, đồng đội vội vã đưa đến một cây gậy sắt, cùng nhau bẩy nó ra, nhưng nó vẫn không có chút dịch chuyển. Lincoln trong phòng y tế không có cách nào khác. Michael thất thần ngồi bệt xuống đất nói, chúng ta không thể ra ngoài được. Lúc này T-Bag lôi vũ khí ra đi tới, ép buộc Michael đưa mình
mình ra ngoài, không dễ dàng gì mới bắt đầu hành động, lại bị kẹt dưới phòng y tế, chỉ cách thành công một bước nữa thôi. Michael không lẽ không nghĩ ra được cách nào hay hơn sao? Lần đầu vượt ngục của họ thất bại, thời gian của Lincoln cũng chỉ còn 24 tiếng đồng hồ. Michael có thể cứu được anh mình ra ngoài không? Tiếng gậy sắt rơi xuống làm viên cai ngục chú ý anh mở cửa phòng giam, cả đám người của Michael trốn sau giá hàng tối, họ đều nín thở, không khí dường như yên ắng lại. Cai ngục nhìn thấy gậy sắt rớt trên đất, không biết đó là đồ gì, tìm đến đồng đội nhờ điều tra giúp. Đám người vượt ngục nhân đó mà trèo về, mặc dù Michael không muốn, nhưng trước sự uy hiếp của cai ngục cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Trong phòng y tế, tiếng ồn do Lincoln tạo ra đã thu hút sự chú ý của Sarah. Anh giả vờ như mình đang ói mửa, ngồi bệt trên đường ống. Tuy nhiên cai ngục vì sợ xảy ra bất trắc mà bắt Lincoln đi. Lần này kế hoạch vượt ngục hoàn toàn thất bại. Giờ đây thời gian ngồi trên ghế điện của Lincoln chưa đến 24 tiếng đồng hồ. Trong thời gian tan ca của Bellick, anh nhìn vào phòng chờ, thạch cao trên tường vẫn chưa được chám lại. Công việc của nhóm làm việc không có một chút tiến triển. Anh bỏ ba lô xuống, đi về phía phòng chờ, nhưng cửa mở hoài không được. Trong phòng mọi người lần lượt trèo lên, chỉ còn ông Cooper vẫn đang bị kẹt ở dưới. Nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, họ chỉ đành lấp lại miệng hang, thu xếp hiện trường. Bellick cuối cùng cũng mở được cánh cửa và cũng nhìn thấy đám người vừa mới chui từ dưới hang lên mà vờ như không có chuyện gì. Bellick phát hiện không khí trong phòng có gì đó kỳ lạ, nhưng nhất thời không nghĩ ra điểm khả nghi nằm ở đâu. Cuối cùng chỉ đành quở trách vài câu yêu cầu họ không được lười biếng rồi đi ra ngoài. Lúc anh đi ra cửa đột nhiên nghĩ ra trong phòng còn thiếu một người, anh im lặng không một tiếng động quay lại xem tình hình. Ông Cooper giả vờ đang cột dây giày không có chuyện gì từ từ đứng lên. Thế là nhóm người của Michael chỉ đành ai về phòng giam người nấy. Sáng sớm hôm sau, chỉ còn 16 tiếng đồng hồ là Lincoln phải ngồi lên ghế điện. Michael trong phòng giam cứ mãi đi tới đi lui, bắt óc suy nghĩ tìm cách cứu anh trai. Anh đến phòng y tế, thấy Lincoln đang ở kế bên, cầu xin Sarah để hai người gặp nhau. Cô đến nói chuyện với cai ngục nhưng đối phương không đồng ý. Michael chẳng còn cách nào hay hơn, anh cầu xin Sarah điều cuối cùng, hy vọng cô có thể xin cha là thống đốc kéo dài thời gian tử hình. Điều đó rất làm khó Sarah, bởi vì quan hệ hai cha con cô không tốt. Nếu như bảo cô cầu xin giúp Lincoln, hy vọng chắc chắn rất nhỏ nhoi. Ông Cooper và Super cố gắng xoa dịu Michael đang tự trách mình, bất thình lình anh lại tìm thấy hy vọng trong lời nói của Cooper, bởi vì nếu như ghế điện có vấn đề, việc xin thi hành lại án tử hình sẽ có những quy định pháp luật phức tạp, chỉ ít có thể kéo dài thêm thời gian 3 tuần. Tuy nhiên kế hoạch trong lời nói của hai người bị tên nội gián David nghe thấy. Sau khi về nhà giam, Michael dưới sự yểm trợ của Super đang ban ngày mà đi vào hang động dùng đồ ăn vặt dẫn dụ một con chuột đến. Mặt khác, Bellick lại dùng thức ăn để dụ dỗ David. Tất nhiên anh không biết kế hoạch vượt ngục, nhưng khi biết Michael muốn giở trò với ghế điện thì lập tức đến phòng thi hành án kiểm tra. Quả nhiên phát hiện ghế điện gặp trục trặc. Qua kiểm tra, một con chuột đã bị điện giật chết trong hộp phân phối điện. Người sửa chữa nói rằng có lẽ chỉ là sự trùng hợp, phải làm thủ tục chính thức và đợi giấy tờ theo lệnh. Bellick không tin đó chỉ là sự trùng hợp, anh uy hiếp người sửa chữa không được báo lên cấp trên, thay trực tiếp bằng cầu chỉ mới. Người sửa chữa chỉ đành đồng ý. Lincoln trong nhà lao, Sarah đang kiểm tra cơ thể lần cuối cho anh. Anh cầu xin cô hãy chăm sóc cho Michael sau khi mình ra đi. Cuối cùng nữ luật sư cũng có được cơ hội kháng cáo trên tòa, giải thích trước tòa những nghi ngờ mà họ tìm thấy và yêu cầu mở quan tài khám nghiệm tử thi của anh trai phó tổng thống. Nhưng luật sư đối phương sớm đã có sự chuẩn bị, bị đơn trình bày với tòa án nữ luật sư là bạn gái cũ của Lincoln, vì có tình cảm cá nhân nên mới đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Cô ấy không thể là một luật sư chân chính, hơn nữa còn lấy danh hiệu của phó tổng thống ra làm nhục. Thế là tòa án đưa ra quyết định, bởi vì nguyên đơn không đưa ra chứng cứ cụ thể mà hủy đi yêu cầu kháng cáo của cô. Tối đến, Bellick đến phòng giam bảo Michael bầu bạn cùng Lincoln trong 6 tiếng cuối cùng. Nhìn thấy thái độ bất ngờ của Michael, Bellick rất vui sướng khi thấy phạm nhân phải chịu uất ức, đặc biệt là tên vừa đẹp trai vừa có tài ở trước mặt. Đến phòng tiếp đón, hai anh em cuối cùng cũng nhìn nhau lần cuối. Michael vẫn muốn cố gắng, nhưng lúc này Lincoln đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Xin Michael đừng phí công vô ích mà cho mình thêm mong chờ, bởi vì anh cũng đã chịu đủ đả kích. Bên này, nữ luật sư cũng chuẩn bị đi thăm Lincoln lần cuối. Đúng lúc ấy Sarah gõ cửa, cô tìm đến người cha thống đốc của mình, xin ông hãy nhìn toàn cục mà xem xét lại vụ án của Lincoln. Nhưng cha của Sarah đúng như cô nghĩ, ông không tin Lincoln vô tội, hơn nữa còn nhấn mạnh bản thân tuyệt đối không mềm lòng với tội phạm. Sau khi nghe thấy, Sarah rất thất vọng, đưa hết tài liệu vụ án cho bố. Nữ luật sư đến nhà giam, nói với Lincoln kháng án thất bại, nhưng Sarah tìm thấy tài liệu vụ án mà mình muốn, vụ án nhất định vẫn còn tia hy vọng. Nữ luật sư lấy điện thoại ra bảo Lincoln gọi cho con trai. Hai cha con nhẫn nhịn thương đau, LJ nói tối qua mình nằm mơ, trong mơ cha và con đang cùng nhau sửa phòng. Lúc đó hai chúng ta còn già hơn bây giờ, vì thế hôm nay không phải là điểm cuối cùng trong đời của bố đâu. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Lincoln nghĩ lại lý do khiến mình vào tù và phải sắp chịu tử hình mà cảm thấy uất ức. Anh nghĩ rằng mình đã sớm không màng đến sống chết, nhưng đến cuối cùng anh cũng tức giận và không muốn khuất phục số phận. Viên cai ngục đưa anh đến phòng hành hình. Trên đường đi, thống đốc đột nhiên gọi điện thoại đến. Tất cả mọi người đều cho rằng sự việc có tiến triển. Đội trưởng đội cai ngục cho biết thống đốc đã tra ra hồ sơ, nhưng vẫn không có cách nào ân xá cho Lincoln. Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Ánh mắt của Michael cũng trầm xuống. Nữ luật sư ngấn lệ. Michael ôm chặt lấy anh trai, trong đầu của Lincoln tua lại hồi ức cả đời không thể nào quên, trong miệng thầm gọi tên người nhà, đi về hướng phòng hành hình. Chiếc ghế điện trước mắt làm mọi nỗ lực cố gắng trước đây hóa thành bọt biển. Cùng lúc đó, phó tổng thống cũng tán dương thống đốc đã có cống hiến to lớn cho quốc gia. Lincoln ngồi vào ghế điện, trên tay bị thắt lại, chuẩn bị chấp hành án tử hình. Hai anh em nhìn nhau qua tấm kính. Đúng lúc ấy, Lincoln nhìn thấy một người đàn ông, miệng khó khăn nói, là hắn ta. Michael.
Michael cảm thấy anh trai như muốn nói điều gì, nhưng vì bị cách một lớp kính nên chẳng nghe thấy. Mắt nhìn chuông báo 12 giờ sắp điểm, đúng vào lúc sắp khởi động máy phát điện, điện thoại trong phòng thi hành án đổ chuông, rèm bị kéo hết lại. Michael và nữ luật sư bên ngoài lòng như lửa đốt, không biết bên trong rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.